cần phải ra chợ để mua rau thơm khi cần. Chỉ vài bước đơn giản, bạn sẽ có rau thơm tại nhà. Hãy cùng xem cách trồng rau thơm trong bếp bằng kiểu chậu trồng rau độc đáo và có 102 dưới đây nhé. Các bước chuẩn bị. Ta cần một cây gậy hay thanh sắt hoặc cán của một cây dù bỏ đi. Kéo và chậu hoa nhỏ, số lượng chậu tùy thuộc vào độ dài của cây gậy. Một chậu hoa lớn hơn, xẻng nhỏ, dùi đục, vài mảnh vải nhỏ, vải polyester là tốt nhất. Một chiếc đĩa nhỏ, đất trồng, phân trùn quế, sỏi hay đá cuội, súng bánh keo, các loại cây rau thơm nhỏ. Bước 1. Dùng dùi đục nới rộng chỗ thoát nước của chiếc chậu lớn, đường kính vừa đủ để ôm trọn cây gậy hay thanh sắt mà bạn đã chuẩn bị. Sau đó tiếp tục nới rộng lỗ thoát nước của các chậu nhỏ. Nhưng lần này khi thực hiện, bạn nhớ nghiêng chiếc dùi đi để sau khi xỏ vào cây sắt thì các chậu nghiêng và lệch nhau. Bước 3. Cắm các cây sắt vào lỗ của chiếc chậu lớn rồi dùng keo dán chặt và cố định thanh sắt. Đổ sỏi và đá cuội vào chậu để cho thanh sắt đứng thẳng chắc chắn. Tiếp đó xỏ hết các chậu nhỏ lên. Chậu này là